Vâng, và xin chào các bác đã đến với kênh Kiên Xe Đạp và em là Kiên. Tiếp theo đây em sẽ giới thiệu một cái chiếc Yaris Kép SL2 màu đỏ mới về. Và chiếc xe này là size M. Thì lúc nãy em đã giới thiệu một cái chiếc Kép SL2 màu trắng rồi, size XS, và tiếp theo đây là size M. Bây giờ em sẽ đánh giá chi tiết cái chiếc xe này. Đây là bác, các bác đang nhìn đây, tổng quan là chiếc xe Yaris Kép SL2 màu đỏ. Size của chiếc xe là size M. Xe M này thì phù hợp với những các bác cao trên dưới 1m7. Trên dưới 1m7 là phù hợp từ 1m65 cho đến 1m75, 1m8 là đi phù hợp. Đề của chiếc xe là Shimano Tourlane TX và trang bị lip 8 thả 8 tầng. Đằng trước thì là đùi 3 tầng, gạt đĩa Tourlane. Bánh 700C. Này, nó chạm vào cái ấy, chạm vào cái giá xe thì nó không quay. Về phần sơn của chiếc xe thì màu đỏ, dành cho các bác nào thích màu đỏ, rất là nổi bật. Sơn nguyên bản đẹp, dây chuyển số là âm vào trong sườn cho nên là tạo cho chiếc khung sườn của xe là nhẹ nhàng, không có nhiều dây lộ ra bên ngoài gây mất mỹ thuật. Sơn em đánh giá là đẹp, không có vết xước lớn, yên đẹp. Càng nhôm trên tay cầm thì chúng ta vẫn là phanh dầu Techtro và tay chuyển số Shimano 3x8 tốc độ. Nước sơn đẹp, không xước. Những cái xe này thì hầu như là tất cả bây giờ là em nhập là đóng hộp cho vào máy bay hết, cho nên là gần như là xước, sơn nó không xước. Không nhập qua bãi, không trồng chéo, không đáp xe như là đáp rác. Cho nên là những cái xe này hầu như là không có vết xước lớn và tất cả là trong hộp xốp, hộp cắt tông hết. Độ mới rất mới. Yaris Kép SL2 size M, phù hợp cho các bác từ 1m65 cho đến 1m78. Đi là phù hợp. Tổng thành của chiếc xe. Vâng, và em đã đánh giá xong các chi tiết xe đạp này. Và giá bán là em đã công khai để ở dưới cái phần mô tả, cái phần tiêu đề của video này. Và các bác có thể quan tâm đến chiếc xe đạp. Và nếu muốn sở hữu chiếc xe thì hãy nhắn Zalo cho em qua số điện thoại 0975 709 943. Em là Kiên. Các bác có thể nhắn Zalo chứ cũng không cần gọi điện, bởi vì gọi điện thì vẫn phải xác nhận nói chuyện hay là hình ảnh hay là video qua Zalo. Thì bây giờ Zalo là một cái phương tiện liên hệ rất là hữu hiệu để mà tư vấn cho các bác một cách cụ thể nhất. Chứ các bác có thể nhắn Zalo luôn, và đôi lúc em đi đường thì em không thể nghe máy được thì các bác cứ nhắn Zalo rồi em sẽ về em trả lời sau. Zalo của em là 0975 709 943. Và em là Kiên. Ngoài ra em còn rất là nhiều các cái xe đạp khác, thì nếu mà các bác quan tâm đến các cái xe đạp khác thì các bác hãy lên Facebook và YouTube tìm Kiên Xe Đạp. Ở trên Facebook thì các bác ấn kết bạn với em, tìm Kiên Xe Đạp và ấn kết bạn với em. Còn ở trên YouTube thì các bác tìm Kiên Xe Đạp và ấn đăng ký kênh, cái nút đăng ký màu đỏ và cộng với ấn chiếc chuông, để các bác là những người đầu tiên được xem clip khi mà em có xe mới em post lên trên đó. Ngoài ra em còn bán một số các cái mặt hàng đồng hồ cũ đeo tay, thì các bác có thể quan tâm đến đồng hồ cũ đeo tay hay là tranh thư pháp cổ, giả cổ, thì các bác có thể lên YouTube và Facebook tìm Kiên Đồ Cũ. Và những cái xe này ấy, thì trong cái giá bán ở trên tiêu đề ấy, thì em đã bao gồm là bao ship toàn quốc và tặng kèm bảo hành 1 năm về phần phụ tùng và tặng kèm các cái đồ đạc như sau. Và khi các bác ở tỉnh xa thì em sẽ tiến hành đóng gói xe vào trong hộp cắt tông và chuyển theo đường bưu điện để gửi đến nhà các bác, rồi thu lốt tiền, hoặc các bác có thể chuyển tiền hết, tùy các bác lựa chọn. Và đây là những cái phụ kiện mà khi các bác mua xe của em thì đều sẽ được em tặng, tùy theo những cái xe có thể lắp được hay không. Đó là túi đồ, chắn bùn, rồi khóa dây, rồi chuông, rồi đèn nháy, tóm lại là giá bình nước. Đấy, các bác có thể là được tặng khi mà mua xe ở bên em là được tặng những cái phụ kiện cơ bản để mà
sử dụng xe một cái cách dễ dàng hơn. Và tất cả là được miễn phí, free ship trong giá bán nữa, là bao gồm free ship. Và các bác ở tỉnh xa là em sẽ tháo bánh trước ra và em sẽ có một cái bộ tun để cho các bác có thể tự lắp được chiếc xe tại nhà mà bánh trước thôi. Rất là dễ dàng và em có clip hướng dẫn đầy đủ nếu mà các bác chưa biết lắp. Vâng, và hẹn gặp lại các bác trong những cái video lần sau. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.